chúng ta sẽ cùng nhau đứng để đọc bài nhỏ. Còn Đức Chúa Giêsu lên núi Ô-liu, đến tảng sáng, Ngài chọn ra hai đền thờ, cả hai phái đều đến với Ngài. Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ. Các thầy tôn giáo và người Pha-ri-si nghe một phụ nữ bị bắt đang ở ngoài đình, để người này đứng ở giữa và nói với Ngài: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang ra ngoài đình. Trong luật pháp Môi-se thì cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn thầy thì nói thế nào? Họ nói như thế để từ Ngài nhằm có cớ cố cáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài đứng lên và nói: Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào dưới trước đi. Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Khi họ nghe điều này thì lần lượt bỏ đi. Những người cao tuổi đi trước, Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Đức Chúa Giêsu bước lên nói với người phụ nữ: Này chị kia, họ ở lâu cả rồi, không ai kết án chị sao? Người phụ nữ đáp: Thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giêsu bảo: Ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi đừng phạm tội nữa. Tác giả rằng chép sách rất là ngắn gọn và xúc tích. Ở đây trong câu chuyện này nói về nhân vật chính là người đàn bà, và tác giả Giăng thì mục đích là truyền giảng Giêsu nên chép lại câu chuyện này. Lúc mà Chúa Giêsu ở trong Giăng chương 8 được chép lại là lúc Ngài đã tuyên bố với người dân Do Thái rằng ta là Đức Chúa. Ngài nói rằng ta là Con Đức Trời và xưng mình bằng với Đức Trời. Và dân Giu-đa, dân Israel rất là oán hận đấy cái điều này, bởi vì là họ không muốn công nhận Chúa Giêsu, Đức Giêsu là Con Đức Trời, là Đấng Cứu Thế Mêsi, và họ muốn tìm cách để bắt giam Ngài, để bỏ tù Ngài như là bỏ tù giam Bát Thị đấy, để tìm cách để giết Ngài đi. Thì họ mới tìm ra cái cách để u cho Ngài, đó là bắt một người đàn bà là dâm để đến kiện cáo Ngài. Thì ở đây là mục đích của cái toàn dân này, mục đích của họ là mang cái người nữ này đến để tố cáo Chúa Giêsu. Nếu như Chúa Giêsu kết tội người đàn bà này, kết tội người nữ này, thì Chúa Giêsu sẽ vi phạm luật pháp của người La Mã. Thì lúc đó người La Mã đang chiếm cái xứ Israel, cho nên là nếu như tuyên bố là ném đá người cũng lại chết là vi phạm luật pháp của người La Mã. Nếu như mà không tuyên bố rằng người phụ nữ này chết và tuyên bố tha thứ cho người phụ nữ này thì sẽ vi phạm luật pháp của Môi-se, ngược lại sẽ vi phạm luật pháp Môi-se. Thì họ sẽ bắt bớ được Chúa Giêsu. Kiểu gì Chúa Giêsu cũng sẽ bị bắt bớ, và họ nghĩ ra cái cách này sự là vô cùng khôn ngoan. Và câu chuyện này xuất hiện bốn đối tượng. Trong này có một đối tượng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy, đó là đối tượng đứng xem câu chuyện diễn ra. Thực ra Chúa Giêsu lúc nào cũng có người đi theo Ngài và lắng nghe những lời của Ngài, và khi những người này đến chắc chắn có những người ngoại lệ, tức là những người không nằm trong cái câu chuyện này. Khi những thầy do thái, những thầy tôn giáo và người Pha-ri-si và những người mang cái người đến, sẽ có một bên 8 người, đó là chỉ ngồi đó, chỉ đứng đó và xem Chúa Giêsu giải quyết những chuyện này ra sao. Họ gần như là đứng bên mình, và lại đấy là loại người mà sách không chép đến. Mà người thứ hai đó chính là bậc thánh nhân Đức Giêsu của chúng ta. Loại người thứ ba đó là loại tội lỗi trong
trong bản cũ thì chép là hạ người, ở đây nói về cái sự rất là thiên lý người như thế này. Là người thứ tư đó chính là những người tố cáo Chúa Giêsu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt mình vào ba loại người, hai ba bốn, chúng ta sẽ cùng đặt nhau đặt tức là chúng ta sẽ cùng tự đặt mình vào vị trí của Giêsu, hoặc là vào vị trí của người đàn bà tà dâm, hoặc là vào vị trí của đoàn dân đông. Đừng bao giờ đọc câu chuyện này mà chỉ như những người đứng xem, những người ngoại lệ không liên quan đến câu chuyện, chúng ta sẽ không học được gì cả. Thì bước thứ nhất, chúng ta sẽ đặt mình vào Chúa Giêsu. Người ta đến trên núi Olive, là núi Olive, Thưa Chúa, lúc trời vừa sáng và mặt trời vào đỉnh rồi, cả toàn dân đều đến với Ngài và nghe Ngài dạy dỗ. Có một người, cái đoàn dân này vẫn ở đây, nhưng mà có những thầy chuyên gia kinh luật Tôn giáo kéo một người đàn bà đến và họ nói rằng: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoài tình, nên chiếu theo luật của Môi-se những hạn, đàn bà này bị ném đá và bị xử tử. Còn thầy thì bị như thế nào? Có thể là Chúa Giêsu đang ngồi với đoàn dân ở trong đền thờ, và trên núi này Chúa đã giảng cái gì đó, hoặc trong đền thờ Chúa đã giảng cái gì đó liên quan đến tình yêu, hoặc là sự tha thứ, hoặc sự chúc phước, hay là sự cứu rỗi của Chúa Trời, hoặc là Ngài nói rằng ta là được như thế. Có thể là Ngài đã chia sẻ về cái nội dung đó. Và chúng ta tưởng tượng đi, mình cũng như là Chúa Giêsu đang đi chia sẻ như này, mà có một người bắt chước chúng ta đúng cái trường hợp này, đúng cái trường hợp này. Bây giờ theo luật pháp của người Môi-se thì cái hạng người này sẽ bị ném đá chết. Tôi cũng nghĩ là cái ông vừa giảng ấy, là hai đứa ông vừa giảng là thì đương nhiên thì ông phải biết là thì ở đây là cái tức là mắc của ông. Có một người nói rất buồn cười đó là có người đàn bà tà dâm, những người đàn ông tà dâm đâu. Theo luật pháp Môi-se thì bắt được người đàn bà tà dâm tại trận thì có nghĩa là phải bắt được người đàn ông nữa, và hai người này sẽ phải bị ném đá chết cùng nhau theo luật pháp của Môi-se thì vậy. Nhưng ở đây thì người đàn ông đâu, thì câu chuyện ở đây thực ra nó mang tính chất là chỉ để bắt đối với Chúa Giêsu mà thôi. Còn không ai biết số phận của người đàn ông ra sao, nhưng mà chúng tôi là được bắt với Chúa Giêsu. Theo các bậc thánh nhân và trí giả thì khi gặp một sóng gió, một vấn đề trong cuộc đời thì họ thường lấy cái tâm bình tĩnh, lấy tâm thần bất định, lấy sự yên tĩnh của nước mà ứng xử. Chúa Giêsu ở đây cũng giống như các bậc thánh nhân, Ngài dường như không quan tâm đến cái việc mà họ tố cáo này. Chúa làm một cái việc khác, có thể là lúc Ngài đang giảng nhưng Ngài dừng lại, Ngài làm cái việc khác, nó là một kiết trên đất. Ngài kiết trên đất. Nếu như chúng ta là một cá nhân, chúng ta cũng sẽ tương tự làm cái việc như này. Đó là chúng ta đang thi hành một cái việc khác, nhưng có người đến để chặn chúng ta lại, để gây sự hóc búa, chèn ép chúng ta. Thường chúng ta sẽ nổi giận, và nếu ta tức giận, ta sẽ tức giận, mà cá giận thì mất khôn, đúng không? Thì chúng ta sẽ không làm được chức vụ giải giận này của chẳng nữa. Cho nên Chúa Giêsu dường như muốn bỏ qua cái việc này. Chúa biết là đội này đến đây bắt cớ rồi, Chúa biết là đội này đến bắt cớ rồi, cho nên là Chúa dường như muốn bỏ qua điều này, để cho những cái hạng người mà không quan tâm đến Chúa Giêsu, hạng người mà nghe lời Chúa Giêsu giảng lúc đấy ấy. Hàng người nghe Chúa Giêsu giảng đấy, hàng người xem đấy, họ có thể nào bênh vực Chúa Giêsu tuổi các bạn này đi, nên Chúa làm những điều mà vẽ kết trên đất, tránh cái sự tranh cãi với người này. Nhưng mà câu kinh thánh chép rằng là vì người ta cứ hỏi mãi, cho nên là Chúa ngừng viết nước lên hỏi. Ai trong các ngươi không có tội thì hãy là người đầu tiên ném đá vào người đàn bà này. Ở đây là
nhân. Thì không có ai, không ai dám đánh giá về lại bà này nữa, mà họ ra đi. Có thể những người ra đi đầu tiên là những người già trước, hoặc có thể người ra đi đầu tiên là những người đàn bà già. Những người đấy là những người sẽ đầu tiên là sẽ có tội giống như những người họ sẽ đi trước. Sau đó có một người đi rồi thì họ sẽ đi. Câu chuyện này rất đẹp, nhưng mà có một số điều mà các nhà thần học luôn đặt ra câu hỏi, đó là Chúa Giêsu đã viết cái gì trên đất? Chúa đã viết gì? Theo lập suy luận thì Chúa chỉ biết đó là một cái gì đó không có ý nghĩa để lánh tránh, né tránh cái bản dân này thôi, né tránh những hạng người bắt cưới. Nhưng mà khi con thảo luận thần học thì có người đã nói rằng là đó là Chúa Giêsu đã viết ba chữ trên đất. Ba chữ trên đất, đây là cả bốn thần học thôi, có thể nó không có thật. Đó là Chúa Giêsu đã viết ba chữ trên đất, ba chữ đó là bỏ, giả dối. Chúa Giêsu đã viết bỏ, giả dối trên đất để ý nói rằng những cái người dân này thực ra là người giả dối mà thôi, ai cũng có tội, nhưng mà để đến bắt ta thì họ cố gắng tạo ra một cái hình thức để trẻ em ăn. Thực ra cái sự mâu thuẫn này nó xảy ra trong lòng của chúng ta, chứ không phải là xảy ra ngoài thực tế. Nhưng mà khi mình áp dụng ngoài thực tế thì trong lòng của chúng ta đã bị đánh mất cái sự cân bằng của đạo đức. Giả dụ như chúng ta sẽ làm ăn và buôn bán, nếu như chúng ta nói dối về một câu, số tiền lời sẽ tăng lên. Và chúng ta luôn nói thật, số tiền lời sẽ ít đi. Thực ra món hàng vẫn ở đó, món hàng vẫn như thế, chúng ta không thay đổi gì món hàng. Chúng ta chỉ thay đổi một câu nói, chỉ thay đổi một câu nói, nói dối và nói thật thôi. Thì món hàng sẽ đắt lên hoặc sẽ ít. Cái điều này tương tự như là cái người ở đây. Thực ra thì ai cũng có tội, nhưng mà để che giấu tội lỗi của mình nên phải làm một cái khác, nên là cái hình thức ở đây là giả dối. Cái sự giả dối ở đây được chứng minh là sau đó là họ bỏ đi, bởi vì họ nhận ra là mình có tội. Và cái lời giải kia nên cũng nói rằng là vì họ bỏ đi nên sự giả dối trong lòng còn có thể sử dụng lại, tức là người còn biết là mình có lỗi. Còn cái người mà biết là mình là giả dối nhưng không bỏ đi là không có cái sự nhận lỗi, tức là có lỗi mà không biết mình có lỗi thì sẽ không dạy lỗi được. Cho nên là cái câu chuyện này nó rất là hay, nó thể hiện là một đấng chi giả là Giêsu đã chống lại cả bản thân là như vậy. Có người khác thì giải thích rằng là Chúa dùng ngón tay để viết trên đất. Trong Kinh Thánh có một lần Chúa Giêsu có một lần Đức Chúa Trời đã dùng ngón tay để viết, đó là viết 10 điều răn. Đức Chúa Trời khi gặp Môi-se, Ngài đã dùng ngón tay của mình, tức là Ngài dùng đầu ngón tay để khắc 10 điều răn nên đá. Ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn dùng cái hành động lấy ngón tay để viết, có thể ở đó có cây mà cũng bất cứ một cái vật gì khác, chúng tôi dùng ngón tay để nhắc cho cái người Pharisee, thầy công giáo, là những người có ăn có học, biết rằng ngày xưa Đức Chúa Trời đã viết luật pháp của Môi-se, luật pháp mà Ngài ban cho Môi-se bằng ngón tay, thì nay sẽ viết luật pháp của tấm lòng bằng ngón tay cả. Và có lẽ là cái hành động viết ngón tay nó khiến cho họ nhớ lại cái luật pháp của mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se. Và điều đó càng khẳng định hơn rằng là người đàn bà và dân sẽ bị đánh giá chứ, bởi vì một trong 10 điều răn của Chúa là người chớ phạm tội gia đình. Điều đó càng khẳng định hơn. Nhưng mà luật của Môi-se chỉ cho người ta cái tội
nghe thì phải chết. Nhưng mà ngay Chúa Jesus biết có ý thức trong thần. Có những cái mà chúng ta làm quá thì sẽ không ai sống được. Nếu như Đức Trời xét đoán tất cả thì tất cả không ai cũng chết, không chỉ riêng người nào là tạm dân này. Cho nên là các hành động kiếp của Chúa trên đất nó rất là sâu sắc. Thì cho nên người mặc sẽ có thể hiểu được tại sao mình dùng bỏ tay để biết là nếu như Đức Trời nổi giận thật thì mình sẽ ném đá tất cả các người. Đây là cái điều rất là hay của Chúa Giêsu. Trong lịch sử của Trung Quốc không có chuyện khác như thế này. Con người là vợ của một phú ông phạm tội hoạn thì hôm kia thì cái người đàn bà nói với nhân tình của mình rằng là khi chồng ta trở về ta sẽ đưa rượu độc cho ông ấy uống. Cả ta và nhân tình sẽ sống với nhau suốt đời. Khi chồng của bà trở về thật và pha đầy rượu bảo đầy tớ mang đến cho chủ quốc, người lão gia trở về đợi rượu để uống. Nhưng người cô gái biết rất rõ trong rượu có độc, nhưng nếu tố cáo rượu độc với lão gia thì bà chủ sẽ bị đuổi nhà. Bà chủ cũng là phận nữ nhi giống như mình, lấy chồng đương tự vào chồng cũng bị đuổi khỏi nhà, rách rưới không biết làm gì chứ đi ăn xin. Cho nên là không tố cáo bà chủ. Nhưng mà nếu bây giờ mà bê rượu cho lão gia uống sang cái chân ông sẽ chết, mà ông là lão gia cho nên là không mang rượu cho đi uống. Bằng cách đó là đi đến cửa giả vào gốc chân làm gốc chân nhận. Thì sau khi làm gốc chân rượu rồi thì người hầu gái bị phạt 50 thôi, bị đánh 50 thôi. Ở đây câu chuyện này kể rằng là nói rằng là vậy thì người tốt vẫn phạm tội, người tốt vẫn bị đòn. Nó hơi nhục cười nhưng sự thật là như vậy. Để đem lòng cả ba chú lẫn ông chú buộc phải làm như vậy để có thể hòa giải được giữa đám dân đông và người đàn bà nào dâu, buộc Chúa Giêsu phải gánh lấy và để chứng minh mình là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với mà ta không bao giờ và không bao giờ kết án người nữa, hãy đi như người có tội nữa. Câu nói này mang ý nghĩa, câu nói mang ý nghĩa là ta sẽ chết thay người. Cho nên là về từ đó thì sao là cái người đàn bà đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là ta không kết án người nữa. Thật ra khi chúng ta phạm tội là chúng ta phạm tội với Đức Trời. Và Chúa Giêsu nói câu này để chỉ cho người đàn bà biết rằng là Chúa có quyền tha tội. Chúa quyền tha tội thì buộc Chúa phải chết thay thì tội mới được xóa. Buộc phải có một người gánh tội, cũng giống như người con gái và chịu đòn. Buộc phải có một người chịu thay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt nhau mình trở thành người đàn bà nhà dân. Giả sử như chúng ta sẽ thấy người đàn bà này làm một việc xấu thì đó ngay lập tức bị tố giác, làm một việc xấu ngay lập tức bị phát giác luôn, hay là nghĩ một cái điều gì đó xấu trong lòng chuẩn bị làm rồi thì ngay bị tố giác, chúng ta sẽ như thế nào? Xấu hổ thì tội lỗi sẽ cảm thương những cái điều rất là tốt tiết. Ở đây là câu chuyện này có thể là người đàn bà này không có khả năng để thoát khỏi, không có khả năng để thoát khỏi những người thầy chúng ta phan xin và những đoàn dân đưa họ đến Chúa. Nếu như mà mình mà bị phạm tội và mình khác cũng được thì gào thét lên, xin tha tôi,
quy xuống cầu xin rồi là cái cô bị hoa họ phải nói cái gì đó để họ thả mình ngay. Nhưng mà cái người đàn bà này có cái là nên là phải liên buộc chịu trói để đến với cái này đi cùng với bản thân tâm này. Và chắc chắn là trong chúng ta, nếu như là chúng ta là người có đạo đức và lương tâm, thì khi phạm tội chúng ta ao ước khát khao và mong chờ được sự tha thứ. Chúng ta mong ước khát khao nếu như là mong chờ sự tha thứ. Còn những người mà không đạo đức thì họ biết mình có tội nhưng mà bỏ là xin lỗi đi thì tha, nhưng mà nhất định không xin lỗi. Một câu xin lỗi làm sao mà khó nói, giống như cái người đàn bà này đâu có nói xin lỗi đâu, mà bởi vì xin lỗi cũng có được đâu, theo luật là mình em gái chết. Ở đây như là bức tử, đây là một số bức tử chó cùng nhìn rất dạo đấy, tức là người ta dồn con chó đến cái bức tử cùng, giống như dồn người đàn bà đến sát bức tử chết buộc phải chết, bởi vì có muốn ăn năn không được, theo luật là như vậy rồi. Đành phải muốn xưng tội lắm, muốn được tha thứ lắm, muốn được cứu giúp lắm, muốn ai đó sẽ che chở mình, ai đó sẽ bênh vực mình lắm, mà bản thân không làm cái đó, bản thân muốn đạt cái lợi nó ích của mình phải đến với Chúa. Và Chúa đã làm thành công của bạn, và Chúa tha thứ được điều đó. Khi chúng ta lừa người khác chiếm của người ta 50 triệu nữa, mà 100 triệu đấy, xong rồi chúng ta tiêu hết số tiền đấy rồi, không đến nhờ bây giờ anh ơi, rồi tôi xin lỗi anh, tôi thành công, anh đánh được, anh chửi được, anh làm gì cũng được, tôi không có tiền nữa, tôi chỉ mong anh đi cứu tha thứ. Theo mọi người thắng, những người có tha thứ, bởi vì khi mà họ tha thứ chúng ta, thì những nhân họ mất 100 triệu đó, họ mất cái số tiền mà chúng ta lừa họ đó. Thế nên là sự tha thứ gắn liền với sự hy sinh. Sự tha thứ không gắn liền với sự hy sinh. Khi chúng ta tạo ra một cái lỗi lầm và gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, và khi người đó chấp nhận tha thứ chúng ta, thì tức là người đó đang chấp nhận hy sinh, đang chấp nhận mất mát, đang chấp nhận cho công chúng ta tha bỏ ân sáng, không tính toán, biết luôn. Và cái cảm giác này không phải một thành công, không chỉ được, không phải một người trí giả, phải người học rộng, có tâm rộng lượng, thả thứ được, thả thứ được rất khó. Nhưng Chúa Giêsu đã làm được, Chúa Giêsu tha thứ rõ ràng. Vậy thì người đàn bà là dân sẽ vui mừng hay là buồn? Ở đây trong đoạn kinh thánh không được chép về cảm xúc của người đàn bà sau khi được tha tội, chép cảm xúc. Người đàn bà chỉ nói là không còn tội. Chúa Giêsu hỏi là ai không còn ai bắt bớ người như sao? Còn là ai muốn ném đá người như sao? Người đàn bà chỉ là không còn tội. Thì chúng ta có thể tưởng tượng được cái cảm xúc hiện lên trên mặt của chúng ta. Đó là người này đã được tha. Chúa Giêsu nói một câu cuối cùng. Còn ta không. Và khi nói điều này, có nghĩa là sự tự do. Có một người nào đó kiện ta đến trước tòa, đứng trước vòng cánh cửa, và đứng trước quan tòa rồi. Tòa án nói chúng ta là anh được miễn tội, được tự do, cảm giác sẵn sàng. Có rất nhiều người sau khi được tha tội rồi thì mới kêu oan, bởi vì đầu tiên kêu oan không được nên thuê luật sư, nhưng luật sư cãi xong rồi thắng rồi bắt đầu lên công chúng kêu oan, nên công chúng kêu oan vì lúc đấy là biết cách làm sao để kêu oan, biết cách làm sao để kêu oan. Và Đức Chúa Giêsu làm cái công việc giống như là bị quan tòa, nói lên những tiếng nói của lương tâm mà chúng ta không thể nói được, không ai có thể giải trình được cái sự mâu thuẫn trong lương tâm của mình. Muốn ăn năn, không ăn năn, muốn thoát ra khỏi tình cảnh này cũng thoát ra được. Trong lương tâm những người đàn bà này
rằng sẽ rất là cảm thấy ao ước tự do dùng những người khác. Cái lương tâm của họ không thể nói thành lời ra một lời xin lỗi hay ra một lời xin lỗi. Cái lương tâm của họ không thể hốt lên cái tiếng này được. Tiếng này nó là cái gì đó, nó không thể định nghĩa được. Cho nên là người ta không thể nói ra được, không thể định nghĩa, không thể tóm gọn nó trong một câu nói, không thể nói ra được. Cho nên là Chúa Giêsu đã làm cái điều đáng tốt nhất, có lẽ là tuyệt vời nhất, Chúa Giêsu đã làm được cái cảnh giới nói ra được cái nói của tâm lòng khi lương tâm tự do. Bây giờ chúng ta sẽ đặt mình vào trong đám đông người tố cáo. Những người tố cáo này, những người đứng xem, và ngay cả người làm bàn thờ dân này, ba nạn nhân này, nó đúng ra đều là dân cụ thể, đều là dân tuyển chọn Chúa Giêsu, đều là dân tuyển chọn của trời, là con của Đức Chúa Trời, theo luật của Đức Chúa Trời dân đứng xem. Tất cả đều là con của Đức Chúa Trời. Và cái người thầy tố cáo là ai? Xin những người tố cáo là bà này, giống như là những tố cáo anh em của mình, giống như là chúng ta và những tố cáo người trong hội thánh chúng ta, trong người chồng đức tin với em nào. Có một câu chuyện, đó là ông bố kia một ngày đang ngồi làm việc, đứa con gái chạy đến nói rằng anh trai của nó đã làm vỡ bình hoa, làm vỡ cái bình hoa mà bố nó yêu quý nhất. Ông bố nó đang điều sửa cái xe đưa cho nó thuốc, bỏ con ra xem cái bình hoa ở đâu, đập nát nó luôn đi. Lúc sau nó đập nát cái bình hoa rồi, bố nó đưa nó xẻ và ho hót, đưa ho hót và cái chổi quét cái đám vỡ của mình. Câu chuyện này thì người bố cũng giận với con gái, đó là khi thấy người khác phạm tội xóa đi tội của họ. Khi người khác phạm tội, anh em tự dọn dẹp cái điều đó. Chúng ta thường làm cái việc của các đứa trẻ con, đó là thấy người khác phạm tội thì cười xong đi tố cáo người khác. Người bố ở đây giận đập nát, nó dọn đi. Những câu nói rất nhẹ nhàng, khi đứa con hay người khác. Câu chuyện khác, có một người ở Indo, có một người ở Indo kể. Câu chuyện kể như thế này, đó là một người đàn ông cãi nhau với vợ về chuyện tài chính, trong lòng rất sầu não, trong lòng rất là buồn, và đi nhóm hội thánh thì đã quên tắt chuông điện thoại, phải đi buồn, chỉ mong đến gặp Chúa thôi nhỉ, không nhớ là mình bị tắt chuông điện thoại, cho nên là khi mà mục sư đang giảng bài thì cái chuông điện thoại của anh ta không hiểu sao lại nó lại ai gọi đến lại reo lên, anh ta vội vàng tắt đi một số của anh. Nhưng mà sau khi buổi nhóm kết thúc, một số người đi ra và nói anh vô ý, người sau lại nói lần sau đừng thế, người ta đang yên tĩnh nghe rằng anh là một công ty thủ lĩnh người khác này, tại sao lần sau anh đến cũng biết điện thoại nhà đi nhóm kinh nghiệm. Và anh này đến cửa đó xong không nghe được nhiều lời Chúa, xong lại nghe những lời tiêu cực của ông ta. Tối đến chúng ta không biết làm gì, chúng ta đến một cái quán ba, đến đó thì có những cô gái nhẹ nhõm nhạc rung rỡ, có người bê anh ta một ly rượu, xong rồi gọi tên anh ta quay lại vung tay ly rượu văng đất vỡ. Lúc này anh ta sợ lắm, lúc đấy tâm của nam hồi vừa được mạng từ sáng giờ, bây giờ lại làm vỡ như thế nào, anh ta rối xin lỗi mặt thì quả vui. Cái người quản lý
nhìn thấy mặt anh ta hoảng hốt như vậy, cầm nhau cũng như thế, nói anh cứ đổi định, anh cứ nhìn cái ly trên tay thôi. Người quản lý buông tay và cái ly rơi xuống đất vỡ nát tan tành và nói với anh là mỗi ngày quán ba này đón tiếp hàng trăm hàng nghìn người, vỡ một vài anh đi với cốc rất chủ yếu, anh không phải xin lỗi. Không có vấn đề gì đến đây là vui, không vui thì đến và không có gì cả. Và sau đó anh ta mà và lời đúng đó, và từ đó sau không tiến bộ thêm nữa, cách tự đại của mình không bằng cách tự đại của mình trong ngoài. Câu chuyện của Giê-xu bị câu hát ở đây cũng như vậy. Khi chúng ta đặt mình vào cái đoàn dân đông, đoàn dân mà tố cáo cái điều này, đôi khi chúng ta đi một anh là chỗ không có đâu, chúng ta phải nói anh không được đi, anh không được dễ đi, anh không cầu nguyện rồi anh không đọc kinh thánh nhiều, anh là người như này phải tố cáo, có cái tin tố cáo cả họ cũng chưa nói chuyện xấu họ, làm sao đây? Tố cáo để cho chúng ta thỏa mãn một cái điều đó là khi chúng ta tố cáo khác chúng ta cảm thấy mình thiêng liêng, mình thánh hơn người khác, mình không phạm cái tội đấy nên mình trong lòng mình vui, nên thấy người khác phạm cái tội đấy là mình tố cáo để mình chứng minh là mình tốt hơn người khác. Thế nên là người Trung Quốc có câu là trong con người có hai thành phần, một là thánh nhân, hai là con vật. Những khốn nạn con người muốn trở thành thánh nhân, bởi vì là nghĩ rằng mình tố cáo người khác thì mình sẽ thánh hơn người khác, nhưng thực ra đó là hành động, nó là hành động của bản năng, hành động tố cáo người khác, chê bai trách móc người khác, chỉ trích người khác, nêu ra cái xấu, cái lỗi lầm người khác, đó là hành động của bản năng rất xấu, rất hèn, xấu thế. Chẳng nhẽ trên đời anh không phạm một tội gì sao? Có thể anh không phạm một tội đấy, nhưng chẳng nghĩa là anh không phạm một cái tội gì trên đời, tại sao phải tố cáo người khác? Cho nên là những người nào mà đấy mà nói xấu người khác thì liên lạc thì gặp ăn này. Bởi vì nếu mình nói thêm người khác sẽ từ cái nào đó họ nói rất là, bởi vì họ đang thỏa mãn cái tâm lý, đang thỏa mãn cái bản năng của chính mình, họ nói xấu người khác, họ kể với người khác kẻ sĩ, có nghĩa là họ không kẻ sĩ, họ chứng minh là tính họ con người tâm lý là như vậy. Cho nên là chúng ta phải thắng cái bản năng này. Nên là có cơ, nên là có một cái kinh nghiệm rất là vui của những người truyền giáo đến nhà người ta lại chỉ bàn thờ người ta mang ma túy sang tay, cho nên là điều đó là sai, sai với lời Chúa, sai bắt quả trên đường nói là bố cáo rất nhiều cái khác suy đến là chưa, đến là chưa biết họ hôm nay có buồn không, có cãi nhau vợ không, họ có ứng cứu, họ có lợ hay là họ có như nào không, không bao giờ hỏi thăm quan tâm, chỉ khen xuông vài câu xong người ta chỉ chỉ trách móc trên vai xỉa xói. Cho nên là cái bài học mà cái đoàn dân đông này học được rất là đau, rất là đau. Và cuối cùng đó là sự tha tội mà người phụ nữ này nhận được, sự tha tội. Nếu như chúng ta muốn, nếu chúng ta muốn giải thoát khi chúng ta tố cáo người khác với Chúa, hay chúng ta tố cáo một người nào đó, tố cáo một người nào đó và khiến cho họ tổn thương, thì hãy nhớ rằng niềm vui sẽ quên những nỗi buồn của họ, niềm vui rất dễ quên. Người mà bạn khiến cho họ vui, họ có thể quên bạn rất nhanh, nhưng nếu bạn gây cho họ tổn thương thì trong lòng họ sẽ nhớ bạn thêm suốt đời. Cho nên là khi chúng ta tố cáo người khác, chỉ trích người khác và làm cho người ta đau lòng và tổn thương thì hãy hàn gắn với bạn, tìm mọi cách kết cỡ hàn gắn với bạn. Kết cục của những người theo Chúa Giê-xu và kết cục của những người tố cáo những người đàn bà tà dâm này không bao giờ đi chung đường với nhau, bởi vì mối quan hệ này là mối quan hệ tố cáo của người tố cáo và người bị tố cáo. Bởi vì tôi đã tố cáo anh là người có tội, tôi không bao giờ đi chung với anh. Tôi đã tố cáo anh là người ăn cắp, tôi không bao giờ ngồi cùng
người xấu mà không biết mình xấu, người xấu mà biết mình xấu nhưng mà không ăn năn, thì cái người đó thì có thể là một người xấu và chúng ta không đến người đó chơi với nó. Nhưng nếu cái người này biết ăn năn, nếu ta tâm tình có ý với họ, biết ăn năn thì giảng hòa với họ. Thì Chúa Giêsu nói rằng nếu như khi ngươi đi đường đến đền thờ để dâng lễ cho Đức Giê-hô-va mà còn xích mích với người nào đó, hãy về giảng hòa với họ, kẻo khi đến nơi kẻo họ sẽ kẻo khi ngươi đang đi đường họ sẽ bắt ngươi mà lột cho con họ. Chúa muốn dạy chúng ta rằng tấm lòng chúng ta làm chứng cho tất cả, tấm lòng chúng ta làm chứng cho mọi người chúng ta. Nếu như tấm lòng chúng ta sẽ lương chi sống thì hãy tin sự thực của chúng ta, của chúng ta phải tin Chúa Giêsu nói rằng hãy mang giá mình các ngươi và dẫn các ngươi vào mọi nghĩa thật, dẫn các ngươi vào mọi nghĩa thật. Cho nên là chúng ta phải giảng hòa hai thức để cho thánh linh còn tồn tại giữa chúng ta và thánh người thân chúng ta. Đúng và sai đôi khi không quan trọng. Thực ra trong cuộc đời này chúng ta khác nhau về bố mẹ, khác nhau về môi trường chúng ta học, khác nhau về anh em, khác nhau về bài học trường đời, khác nhau về văn hóa, khác nhau về văn hóa về kiến thức, về quan điểm sống, tất cả đều khác nhau, thậm chí cái ăn mặc lời nói tất cả đều khác nhau. Nhưng Chúa Trời tạo nên chúng ta không giống nhau để hoàn thành một bức tranh của Chúa Trời. Chúng ta như một mảnh ghép trong bức tranh, là những mảnh ghép riêng lẻ không giống nhau để ghép để hoàn thiện bức tranh. Nếu như chúng ta giống nhau có nghĩa là chúng ta là một bức tranh độc lập. Nếu chúng ta đi ngắm một phòng tranh mà cả cái phòng tranh qua tất cả đều là một bức tranh thì ta chỉ ngắm một bức đầu tiên mà là về thôi. Cho nên là Chúa Trời đã tạo cho chúng ta rất khác nhau, và chiến tranh thường nổ ra bởi vì anh khác tôi. Tôi thấy anh không giống tôi cả, tôi thấy anh là tin như vậy, nói như vậy, làm như vậy, không giống tôi, sai. Và chiến tranh nổ ra, cãi cọ cũng như vậy, bất hòa như vậy, sự kết nối là điều quan trọng nhất giữa hai người với nhau. Nhưng chỉ vì sự cố gắng, chỉ vì là tôi nhìn thấy anh khác tôi nên không thể kết nối với nhau. Và thực ra chúng ta không thể bắt người khác trở nên giống mình được, không bao giờ làm điều đó được, bởi vì Chúa Trời tạo họ ra như vậy. Và nếu ta cố gắng bắt họ nó giống mình thì chúng ta chỉ có mãi là xa họ. Cho nên chúng ta đến với Chúa hay là học, chúng ta học cái đúng và cái sai, nhưng mà không thể học cái đúng cái sai để bắt đối người khác, mà chúng ta học cái đúng cái sai là để học cách sống. Vì đúng và sai một phần của cách sống, chúng ta phải học đó là cách sống. Cách sống là chúng ta phải biết ghép mình vào bức tranh kia, ghép mình vào cộng đồng và giúp cái người khác cũng ghép vào bức tranh đó, thì đó là cách sống. Cách sống sẽ tạo nên mối quan hệ, sẽ tạo nên sự kết nối của chúng ta với cộng đồng. Đúng và sai không quan trọng bằng mối quan hệ. Cuộc sống sẽ ra sao nếu như bạn luôn trong hội thánh bạn đúng, trong gia đình bạn đúng, trong công việc bạn đúng, làm ăn bạn đúng, đi ra ngoài đường bạn đúng, lúc nào bạn đúng. Cuộc sống ra sao nếu như bạn đúng sai không quan trọng, quan trọng là bạn có trân trọng mối quan hệ hay không. Đừng có tố cáo nhé, ta sẽ bị tố cáo. Hãy làm chức vụ của Chúa Giêsu, đó là giảng hòa, hay là đón nhận sự hy sinh và bản thân mình. Hãy chấp nhận hy sinh để có thể xung phạm bao dung, ghét mối kết nối toàn bộ như thế. Con chia sẻ với bạn sáng nay, chúc mừng.